Nếu bạn thấy đúng thứ hai thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen thuộc với mình thì chào các bạn lần nữa, mình là bà cô giáo của các bạn đây. Mình có một kênh đó thứ hai, đó là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về sale lớp, chữa lành cũng như là phát triển bản thân nhiều đáng tuần, nhiều đáng tháng. Ý nhầm, cái đó là của Tarot Bánh Quy. Còn khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về đồng cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm dự đoán tuần mới từ ngày ngày 9 cho tới ngày 15 tháng 5. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Và các bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi là trong tháng 5 này, tuần này thì công việc của các bạn nó sẽ như thế nào ha. Chúng ta có lá The Moon. Chúng ta có 10 kiếm, 8 kiếm. Năm kiếm. Với 6 gậy. Nói chung bài lên thì mình cũng không có thích lắm, nhưng mà nhìn chung á, thì cái công việc của các bạn trong cái tuần này á, mình cảm thấy là nó sẽ hơi nhọc nhằn một chút xíu. Mình thấy là một số chuyện có vẻ như có thể là các bạn cần phải thay đổi cái góc nhìn. Có thể là các bạn một mong muốn là sẽ giải quyết cái chuyện này theo một cái hướng này, nhưng mà thực tế bạn sẽ phải giải quyết câu chuyện theo một cái hướng mà nó trung lập hơn, nó nửa nửa hơn, chứ nó sẽ không có một cách gọi là trọn vẹn theo các bạn mong muốn. Nói từ cái lúc lên lá đờ mua là mình đã không thích rồi, tại vì mình thấy là cái đờ mua nó trong cái bộ bài này nó liên quan đến một cái việc đó, làm có nhiều thứ nó sẽ không có được suôn sẻ, hoặc là không có được tích cực cho lắm, hoặc là cũng có thể là đại loại là bạn phải hơi hơi gọi là nhún nhường hoặc là điều chỉnh. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là các bạn có nhiều thứ muốn nói, nhiều thứ muốn làm, nhiều thứ muốn thử sức, nhưng mà bởi vì công việc hoặc là một cái gì đó trong cuộc sống của các bạn nó khiến cho các bạn không thể làm hết sức mình được, hoặc là làm theo ý các bạn hoàn toàn 100% được. Trong một số trường hợp khác á, thì mình thấy có thể là các bạn trong cái khoảng thời gian này các bạn không có tập trung vào hết công lực vào công việc được, hoặc là các bạn cần phải phân phối hoặc là phân sức của các bạn ra. Có thể là các bạn muốn tập trung vào một cái gì đó khác, hoặc là các bạn phải dồn sức vào một cái gì đó khác. Nhưng mà may một cái là cuối cùng thì cũng có 6 gậy. 6 gậy đó là những cái khó khăn đó rồi cũng sẽ giải quyết được, cũng sẽ vượt qua được, cũng có cách để mà giải quyết một cách êm đềm thôi. Có thể là cái này đọc cách nhẹ nhàng hơn á, thì 8 kiếm ở đây là những cái nỗi sợ. Có thể là bạn nghĩ rằng là trong cái tháng này hoặc trong thời gian sắp tới nữa thì sẽ có những cái vấn đề A, B, C, D sắp đến sẽ xảy ra, và bạn tính trước là mình sẽ làm theo cái cách này 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 này. Thì mình thấy là bạn tính như vậy, nhưng mà tới hồi thực tế nó diễn ra thì nó không có như cái mà bạn đã từng sợ. Bởi vì giống như là bằng cái cách mà gọi là suy nghĩ trước, vận động trước hoặc là tính trước, thì bạn đã có một cái hướng đi, một cái sự điều chỉnh nào đó ở đây. Chỉ là trong cái tình huống đó, trong cái câu chuyện đó, thì các bạn rơi vào một cái thế là các bạn cảm thấy bị mình gọi là sao ta? Các bạn cảm giác giống như là bị khó chịu, các bạn cảm giác là bị khó chịu. Rồi các bạn cảm giác nữa là đôi khi với mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, rồi mình phải nói chung là cái đợt mua nó có nhiều tình huống lắm. Một á, là các bạn sẽ cảm thấy không thoải mái với cái vấn đề đang thực tế diễn ra. Hai là các bạn sẽ cảm thấy giống như là mình phải gồng thêm một công việc của người nào đó khác, hoặc là mình phải xử lý một cách giống như là trong cái câu chuyện này là ở dưới là cảm xúc, ở trên là lý trí, thì cái câu chuyện này phải giải quyết bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc được. Rồi tuy nhiên bạn muốn có một cái cân bằng nào đó ở đây. Nếu mà bạn nào đang tìm việc, đổi việc, hoặc là mong muốn có một cái cơ hội mới, thì mình nghĩ chắc có thể là qua hè, hoặc là có thể là sớm nhất là từ hè năm nay đổ lên, thì các bạn mới có những cái bước chuyển mình nó mang tính cụ thể hoặc là rõ ràng. Còn bây giờ qua tới cái phần các mối quan hệ và tình cảm á, thì chúng ta có lá tám tiền. Tám tiền. Chúng ta có Seven of Wands. À, các bạn có lá ba tiền.
và các bạn có lá 7 tiền. Trong cái trải bài này á, thì có thể nói đó là cái tình cảm và các mối quan hệ nói chung á, thì trong cái tháng này mình cảm thấy là nó sẽ cái mối quan hệ nói chung trước đi nha, tại mình thấy là có những cái biến chuyển, có những cái điều chỉnh, nhưng mà nó cũng lại liên quan đến cái việc là giữa cái ở bên trong với cái giữa bên ngoài. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là các bạn nghĩ rằng là à, mình cảm giác là cái cuộc đời mình nó cần những cái thứ gì đó nó nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà rau rìa phía ngoài, những cái yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như là bạn bè bên ngoài, các mối xã giao bên ngoài, các sự kiện bên ngoài, những cái gì kết nối bên ngoài, nó làm cho các bạn cảm thấy giống như là mình phải đóng lên người một cái khuôn mặt, một cái giao diện khác. Đôi khi bản thân của các bạn là một cái người giống như ở ở công việc, ở cuộc sống, ở trong gia đình là một cái người bảy gậy, nhưng mà bên trong bạn là một người thiên hướng về nghệ thuật, thiên hướng về cảm xúc, hoặc là một người thích sống giống như là bạn là một người introvert, nhưng mà công việc của bạn là liên quan đến việc là phải đi ngoại giao nhiều, hoặc là phải đối mặt với bên ngoài nhiều. Mình cảm giác trong tháng này cái các kết nối và các mối quan hệ của bạn đó, nó sẽ liên quan nhiều đến cái việc là điều chỉnh giữa cái mà bạn mong chờ, tức nghĩa là những cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy là bạn nên xây đắp là 3 tiền, với những cái mối quan hệ là chỉ giữ ở một cái chừng mực nào đó, và những cái mối quan hệ cộng sinh, hoặc là thật ra cái này cũng không hẳn là cộng sinh, cái này gọi là lợi dụng hoặc là tận dụng cơ hội, hoặc là mình cảm giác bạn sẽ có một cái sự khá là phòng thủ đối với các mối quan hệ trong cái thời gian này, bởi vì bạn cảm thấy giống như là mình không nên để cho người ta tận dụng, lợi dụng hoặc là sử dụng cái cơ hội, cái may mắn của mình, bởi vì giống như là người ta có cơ hội, mình cảm giác giống như là bạn không có muốn người ta chen chân vô. Mà mình thì mình nhìn thêm mấy cái lá này thì mình cảm giác giống như là cái tâm của các bạn á, có vẻ như các bạn cũng mong muốn có một cái sự kết nối, một số cái kết nối quan hệ tốt, tức nghĩa là bạn mong muốn là mình sẽ có những cái kết nối quan hệ mà ở đó có thể là bạn được gọi là be yourself, tức nghĩa là bạn được là chính bản thân của các bạn, nhưng mà kiểu giống như là vì vì cái phần đó là cái phần nó rất là nhỏ ở trong, nên các bạn cảm thấy giống như là để cho người ta thấy được mình là con cừu á, thì trước tiên là mình phải bảo vệ mình trước bằng những cái khác, chứ nếu không khi mà người ta biết được bạn ở trong là con cừu, người ta sẽ bay vô á. Thì bây giờ đến cái phần gọi là tình cảm và các mối quan hệ cá nhân, thì đối với những bạn nào gọi là còn độc thân thì bài này lên, thì mình cảm thấy là trong cái tháng tháng cái tuần lễ này á, thì cái vấn đề của bạn nó sẽ liên quan nhiều đến việc bản thân của các bạn mình vẫn đang thấy là tập trung vào một cái công việc, một cái sự kiện nào đó, hoặc là các bạn đang đổ tâm đổ sức nhiều vào những cái vấn đề liên quan đến chuyện cá nhân. Đứng ở góc độ về tình cảm, nếu mà bài này lên mà để giải bài là bạn có ai hay không, thì mình cảm thấy trong đầu bạn, trong suy nghĩ của bạn có những cái lựa chọn, có những cái người, có những cái tiêu chí nhất định về một cái đối tượng, về một cái gu người, hoặc là về một cái mẫu hình, có thể là một người nào đó trong môi trường công việc, trong môi trường học tập, hoặc là đại loại là cái sự kết nối này nó liên quan đến những cái tổ chức, có liên quan đến thói quen, sở thích, những cái thú vui mà đòi hỏi sự tỉ mẩn một chút xíu. Tuy nhiên mình cũng chưa thấy được cái nền tảng này có cái gì đó nó rõ ràng quá, bởi vì bài lên toàn là những cái lá tiền thì nó rất là chậm. 8 tiền ở đây là bạn thấy không, giống như một cái ranh giới giữa hai cái lực đối lập với nhau. Thì mình cảm thấy là nếu thực sự mà bạn đang để ý ai đó, bạn đang thích ai đó, hoặc là bạn đang quan tâm tới cái việc là người này có để tâm tới bạn hay không á, thì là có. Nhưng mà nếu mà hỏi là người này có chủ động hay không thì mình sẽ nói là không, hoặc là chưa có dấu hiệu, hoặc là nó chỉ là những cái dấu hiệu nó mang tính gọi là rời rạc và không có gọi là giống như là trong môn thống kê người ta gọi là không có ý nghĩa thống kê á. Đối với những bạn nào đã có đôi có cặp á, thì trong cái tháng này thì mình thấy hai bạn có khá là nhiều tính toán với nhau về những cái dự định xa hơn, về những cái kế hoạch lâu dài, hoặc là về những cái mà trong thời gian tới các bạn muốn cái gì. Mình thấy là cả hai người đều nói với nhau hoặc là đều thể hiện với nhau về những cái mong muốn. Mình thấy đây có bảy gậy với bảy bảy tiền, thì thật ra cả hai người đều mong muốn là người kia sẽ gọi là mình cảm giác là điều chỉnh theo một cách nào đó. Mình vẫn cảm giác là mình phải dùng từ điều chỉnh, tức nghĩa ví dụ như là người này họ nghĩ rằng đây là một cái quyết định mà họ cho rằng là đúng, nhưng mà đứng ở dưới góc độ của người này thì người này nghĩ là trong cái chuyện đó có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn hoặc là đơn giản hơn. Thật ra cả hai bạn đều ở đây không phải là mâu thuẫn hay tranh cãi, bởi vì 8 tiền trong bộ bài này suy cho cùng là con cừu này nó vẫn được sự bảo hộ của hai con sư tử này, và nó vẫn có một cái khoảng không riêng nhỏ, tức nghĩa là mình cảm giác là hai bạn cố gắng sắp xếp lại hoặc là điều chỉnh lại, hoặc là cố gắng
tạo thời gian hoặc là tạo ra một cái khoảng không riêng cho cả hai, cũng như là khoảng thời gian chung cho cả hai. Mình thấy mối quan hệ này được xây đắp lên, nó đi bằng một cái nền tảng từ từ, nhưng mà nó là từng bước xây dựng lên, chứ không phải là một thứ gọi là hòa hợp ngay từ đầu, bởi vì hai bạn thật sự rất là khác nhau. Tuy nhiên cái điểm chung là cái thứ mà giữ chân hai bạn lại với nhau, và giống như là hai bạn tin rằng cái điểm chung này sẽ là cái mà để có thể cố gắng vì nhau hoặc là mong mong muốn vì nhau. Còn bây giờ mình sẽ qua tới phần thời vận và sức khỏe ha. Chúng ta có lá ba cốc, thời vận sức khỏe là ba cốc. Chúng ta có lá Queen of Chúng ta có lá sáu kiếm. Sáu kiếm với Nine of Cups, nước không à. Thời vận và sức khỏe, thời vận có vẻ tốt, thời vận của các bạn thì mình thấy tương đối tốt, tức nghĩa là trong tháng này các bạn sẽ có những cái niềm vui nho nhỏ. Có thể bạn sẽ đi du lịch đâu đó chơi ngắn ngày, có thể là đi lên vùng cao, đi đến một cái miền miền núi, hoặc là vùng có thể là hai nơi, hoặc là hải đảo hoặc là vùng núi. Nếu lên núi thì nơi này mình chắc chắn rất là vắng hoặc là rất là hoang sơ, hoặc là đại loại là một cái nơi mà du lịch nghỉ dưỡng mà dạng gọi là chủ yếu liên quan đến gọi là trải nghiệm thiên nhiên hoặc là môi trường hoặc là đi ngắm cảnh là chủ yếu. Còn nếu bạn đi ra hải đảo thì chắc mình nghĩ cũng không có cái gì, mình chưa đi hải đảo lần nào hết, nhưng mà mình nghĩ ở ngoài đó thì chắc là ăn hải sản hoặc là làm một cái gì đó, thì mình thấy là có một cái chuyến đi, một cái hoặc là nếu không đi thì nó sẽ là một cái kế hoạch nào đó liên quan đến việc đi đâu đó. Rồi mình thấy có rất là nhiều nước trong cái trải bài này, thì có thể một số bạn cái thời vận của các bạn á, nó sẽ có liên quan đến sự, mình thấy có quà hoặc là có sự giúp đỡ, hoặc ít nhất là có một cái lời mời mọc. Lời mời mọc này có thể bạn nhận hay không nhận, nhưng mà có một cái lời mời mọc, một cái lời gợi ý, một cái cuộc rủ rê nào đó ở đây, hoặc là một cái cuộc vui nào đó, một cái cuộc bù khú nào đó trong thời gian tới. Tâm tính của các bạn mình thấy nó cũng tương đối bình lặng, hoặc là các bạn bình thản đón nhận, nhưng mà sâu sâu ở trong đó nó vẫn có một cái làn nước khá là lăn tăn một chút xíu. Về sức khỏe của các bạn thì mình nghĩ tương đối ổn. Mình thấy các bạn đang trong cái quá trình thanh lọc hoặc là đào thải hoặc là điều chỉnh lại cái thói quen sinh hoạt, cũng như là cân bằng về mặt cảm xúc cũng như là tư duy hoặc là tâm lý gì đó ở đây. Mình thấy các bạn khá là quan tâm đến 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 sức khỏe, cũng như là các bạn đang cải thiện những cái vấn đề liên quan đến gọi là bạn này có bị nứt tay nứt chân, khô da tay khô da chân, hay là bị nổi đốm hoặc là bị dị ứng, bị kích ứng, thì các bạn có thể sử dụng những cái gì đó liên quan tới dung dịch hoặc là liên quan tới tẩy rửa gì đó ở đây để làm sạch. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ một ha. Chào các bạn đến ở quê lồn, chào các bạn tụ hai, mình tính nói là chào các bạn đến cái khu vườn nhỏ của em đi, và mình là bà cô già của các bạn đây. Về công việc của các bạn chọn tụ số 2 ha, The Sun thấy thích rồi đó. Tụ một mới vô là đợi moon luôn á, còn bạn là đợi sun thì chắc sáng sủa hơn đi. Ba gậy chắc sáng hơn thật thiệt. Bạn có một kiếm này sáng hơn thiệt mà, ace one luôn, xuất sắc. Đối với những bạn trong tụ số 2, về công việc của các bạn trong thời gian tới á, thì mình thấy có khá là nhiều điểm điểm mà các bạn có thể là mình gọi là từ là hài lòng á, hoặc là các bạn sẽ thấy hứng thú với công việc trong thời gian tới. Có thể là trong cái thời gian qua một số bạn cảm thấy công việc của các bạn, một á, là dậm chân tại chỗ, hai là các bạn cảm giác là mình không có một cái hiệu suất, một cái năng suất hoặc một cái hiệu quả nào đó trong công việc. Tuy nhiên trong thời gian tới công việc của các bạn nó sẽ có những cái biến đổi nó khá là lớn, và cái biến đổi này nó liên quan khá là nhiều đến việc là có một cái kế hoạch, một cái điều chỉnh nào đó sắp diễn ra, và cái này thì nó sẽ liên quan nhiều đến đến những cái cuộc họp nha. Mình cảm giác là những cái cuộc họp, những cái quy trình, những cái kế hoạch trong ngắn hạn, những cái điều mà đôi khi các bạn cảm giác là có thể công việc này nó sẽ mang cho các bạn một cái kiến thức, một cái kinh nghiệm mới, một cái hứng thú mới thôi, chứ nó cũng không hẳn là một cái điều, một cái thứ mà bạn cảm thấy là mình sẽ ở lại đây lâu, bởi vì mình mong chờ phát triển với hướng đi này. Thật ra mình cảm giác cái trải bài này á, nó là một cái trải bài mang tính định hướng khá cao, bởi vì tụ hai đang trong một cái giai đoạn mà các bạn nữa muốn đi, nữa muốn ở, hoặc là một số bạn đang cảm thấy là mình có nên phát triển hoặc là đi theo cái lĩnh vực này nữa hay không. Có thể là bạn đang có dự định học lên, học thêm, hoặc là học học chuyển ngành, tức nghĩa là các bạn mở rộng cái nghiệp vụ của các bạn ra,
Hoặc là các bạn bạn nào mà liều tới độ mà định chuyển hướng luôn á, thì cũng có thể thực hiện được. Bởi vì đây là một cái thời điểm, mình không biết sao nhưng mà mình thấy các bạn tụi hai này có vẻ như đang trong một cái thời điểm mà cái lửa ở bên trong của các bạn đang cháy rất là mạnh. Và có một cái thôi thúc, một cái tiếng nói, một cái ai đó kiểu giống như là thúc các bạn đi vậy đó. Hoặc là các bạn nhìn sang xung quanh, nhìn sang bạn bè, người thân, những cái kết nối khác, các bạn cảm thấy rằng là mình đang ở một cái vị trí mà có vẻ như khoảng thời gian qua mình đã dậm chân tại chỗ hơi lâu. Nên các bạn nghĩ rằng đến lúc mình phải gọi là bứt phá, mình phải làm mới bản thân, hoặc là mình cần phải có một cái cuộc cách mạng nào đó, một cái cuộc cách tân nào đó. Mình cảm giác các bạn không có muốn là bị bỏ lại sau lưng, bị bỏ quên, hoặc là các bạn tự cảm thấy bản thân mình là người thất bại gì đó ở đây. Nói chung mình cảm giác là một cái cuộc đấu tranh nội tâm cũng kha khá ở đây á. Nhưng mà một số bạn thì mình thấy là các bạn cũng còn khá là phân vân để tâm tới cái chuyện là ở lại thì được gì mà đi thì được gì. Các bạn tụi hai này mình nói các bạn khá là thực tế. Thành ra cái tâm lý thực tế của các bạn nó mâu thuẫn ở chỗ là tôi thích sự ổn định nhưng mà tôi cần sự phát triển. Tôi thích một cái gì bền chặt nhưng mà tôi lại muốn có một cái gì đó đổi mới. Tôi muốn một cái gì đó lâu dài nhưng mà tôi lại không thích một cái gì nó quá quy củ. Nói chung là rất là mâu thuẫn, cái năng lượng rất là mâu thuẫn. Và các bạn thực ra mình cũng cảm giác còn 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 cà giật lắm, mình chưa thấy có một cái sự ổn định đâu. Rồi đối với bài này mà nếu mà bạn nào đang định đi không không phải là đi đâu, mình nói là đang định chuyển việc á, đang định hợp tác làm ăn hoặc là kinh doanh, thì các bạn có thể khởi xướng, các bạn có thể hùng hạp làm, các bạn có thể thử sức. Nhưng mình nói trước, thành công ở đây là một phần là do may mắn, hoặc là nếu bạn đi tìm công việc mới thì có thể cái này là do người ta đang có nhu cầu và bạn được nhận, không phải là do năng lực của các bạn. Năng lực của các bạn nó chỉ nằm ở cái miệng thôi, nó không có nằm ở thể hiện ở cái trình độ nha. Tại vì mình vẫn cảm giác bạn là một người có thể múa kiếm, nhưng nó vốn dĩ là múa kiếm qua mắt thợ hoặc là múa rìu qua mắt thợ thôi. Bạn không có quá mạnh về cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bây giờ đến phần thời vận ấy nhầm, mình đến cái phần gọi là các mối quan hệ và tình cảm. Bạn có lá The Star nè, tụi hai này lên hương rồi, lên hương chắc rồi mấy đứa. Tại vì mình thấy là mấy cái lá tốt nó lên hết trơn rồi, nó lên cho cái tụ này gần hết rồi. Còn cái tụ một nó lên thì gớm luôn, bốn gậy nữa nè. Tụ này lên hương chắc rồi. Queen of Cup luôn. Devil. Lên hương luôn. Đối với mình á, thì mình cảm giác là trong ba cái lá này á, thì nếu mà bạn nào đang cảm thấy bản thân của các bạn có một cái kết nối, một cái mối quan hệ nào đó mà các bạn cảm giác muốn muốn chốt hẹn ở đây là không muốn chốt đơn. Tại sao mình lại dùng từ chốt đơn? Bởi vì chốt đơn ở đây có thể một là chấm dứt, hai là dừng lại để suy nghĩ. Mình thấy có bạn cảm giác rằng trong cái mối quan hệ này, nó cái mối quan hệ này không nhất thiết phải là tình cảm nha, có thể là tình bạn, có thể là người quen, có thể là người thân. Bạn đang cảm thấy là mình nên hành xử như thế nào, tâm tính của các bạn á, nó lúc vui lúc buồn, vui thì nhiều buồn thì ít, nhưng mà sâu bên trong bạn nó có một cái nút thắt nào đó, một cái cọng gì đó bạn muốn bứt ra, giống như là một cái kim châm hoặc là một cái gai. Thật ra nó không làm cho bạn đau nhưng mà bạn cảm thấy bạn muốn nhổ này. Cái mối quan hệ này, cái sự kết nối này trong tháng, trong cái tuần lễ này á, mình thấy là có một số bạn chọn tụ số 2 này, mình thấy chắc sẽ có một cái sinh nhật hoặc là một cái buổi tiệc anniversary, hay là một cái kỷ niệm, một cái gì đó, hoặc là có thể bạn được tự nhiên ai đó mời đi ăn hoặc là dẫn đi chơi. Nói chung là bạn sẽ có một cái tin vui, hoặc là có một cái người bạn cũ, một cái liên lạc cũ nào đó từ ai đó tìm về. Mình thấy là bạn sẽ có một cái kết nối cũ nào đó với ai đó. Nếu mà bạn giống như quay trở lại cái câu chuyện là bạn có một cái gai bạn muốn nhổ á, thì bạn nên cân nhắc kỹ lại giùm mình thôi, là việc là nhổ đó nó có làm cho bạn thấy thoải mái hay không thôi á. Tại vì mình thấy là có thể cái người này vốn dĩ họ chả làm gì bạn hết, nhưng mà bạn chướng khí thôi, bạn tự nhiên bạn cảm giác chướng khí, bạn muốn xúc nó thôi ha. Rồi đối với những cái câu chuyện về tình cảm cá nhân, đầu tiên là đối với những đối tượng độc thân, thì bài này lên đó là hãy cứ độc thân và vui tính, bởi vì thật sự bạn thu hút nhất, bạn là người xịn sò nhất khi mà bạn có một cái tâm tính vui vẻ và thoải mái nhất. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là mình thấy bạn thu hút á, bạn là kiểu đám mối tối nằm không á. Mình cảm giác lúc mà bạn không có bồ á, thì bạn sẽ không có một bóng bồ nào hết á, bạn
bạn ký như là bạn ế mà một cách gọi là ế một cách gọi là không cứu vãn á. Còn khi mà bạn bạn muốn có bộ à không, khi bạn muốn có bộ thì bạn không thể nào có bộ, còn khi bạn không cần có bộ thì bạn lại có bộ. Mình cảm giác cái tình huống nó hơi tréo ngoe. Và tại sao mình nói bạn gọi là bạn single nhưng mà bạn rất là thu hút á, tại vì mình cảm giác là khi mà bạn biết cách đầu tư cho bản thân, bạn biết cách làm mới bản thân, bạn biết cách rủ quến á, thì mình thấy nó mang lại một cái sự kết nối. À, tuy nhiên trong cái mối quan hệ, trong cái câu chuyện của các bạn á, thì mình cảm thấy là một số bạn đang có khuynh hướng hoặc là có suy nghĩ rằng mình sẽ quen một ai đó cho vui, hoặc là đi tìm, hoặc là cái người này thấy thú vị nên mình thử mình gạ coi làm sao, hay là đại loại là nếu mà mình thử mình quăng thính quăng bả coi có ai đớp không, tại vì mình thấy nó có cái gì đó ở đây liên quan đến chiêu trò. Còn đối với những bạn nào mà có đôi có cặp rồi thì trong cái tuần lễ này thì mình thấy là nếu nha, nếu bạn nào đang có suy nghĩ là muốn đẩy cái mối quan hệ nhanh hơn, đi xa hơn, chẳng hạn như tiến tới hôn nhân, tiến tới học như tiến tới hôn nhân thì nó cũng hơi xa, nhưng mà đại loại là muốn thắt chặt mối quan hệ hơn, muốn đầu tư hơn vào người kia, hoặc là các bạn muốn có một cái chốt hẹn, thì mình cảm giác một trong hai người đang có vấn đề ở cái việc cam kết. Một bên thì mình cảm thấy là họ chỉ muốn quen bởi vì quen thôi, tức nghĩa là tình cảm nó vẫn đủ đầy, nó vẫn không có vấn đề gì hết, nhưng mà họ chỉ nghĩ ở mức dừng lại là quen. Còn nếu mà bạn nào mà cảm thấy là cái mối quan hệ này không đủ để tương tác, để đi tiếp, để đi về lâu về dài, bởi vì một trong hai người là người gia trưởng, là người kiểm soát, là người cứng đầu, là người khó nghe lời, hoặc là một trong hai người có một người thích kiểm soát người còn lại, thì đây là thời điểm hai bạn cân nhắc lại hoặc là điều chỉnh. Còn nếu mà bạn nào đang cảm thấy là mối quan hệ này có thể đi đến một cái cam kết xa hơn thì hãy nên nói rõ quan điểm với người kia là mình mong đợi là mối quan hệ này như thế này nha, để có thể coi coi là mối quan hệ này có thể đẩy lên được hay không. Bây giờ mình sẽ qua phần thời vận và sức khỏe để các bạn có lá King of One, các bạn có lá Three of Cups. Tuần này đúng là tuần này lên hương thiệt rồi, bài lên toàn mấy lá đẹp không à. Tám kiếm này đẹp ghê luôn. Chín cốc đối với tuổi số 3 này, lộn, đối với tuổi số 2 này mà về thời vận và sức khỏe trong tuần này á, thì các bạn nên để ý đến vấn đề sức khỏe giùm mình một chút, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mụn nhọt, dị ứng mề đay, dị ứng thời tiết, dị ứng không khí khói bụi, nói chung những cái gì liên quan đến dị ứng, kích ứng, nổi mẩn, đỏ, ngứa, ban, sốt, siêu vi, những cái gì liên quan đến gọi là phản ứng lại của cơ thể với môi trường bên ngoài. Bạn nào bị mẫn cảm, bị ngứa, bị dị ứng thức ăn, đồ biển, nói chung những cái gì liên quan đến dị ứng, cẩn thận giùm mình. Bạn nào có vấn đề liên quan đến tai, tai nghe nha, cái tai, lỗ tai á, hoặc là cái bạn có vấn đề liên quan đến mắt thì nên nên mình cũng biết sao nhưng mà có vẻ như nên đi kiểm tra. Mình thấy một số bạn sẽ có sự thay đổi về ngoại hình, có thể là bạn đầu tư vô accessory, những cái phụ kiện, những cái trang 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 sức, hoặc là mắt kính, hoặc là tai nghe, hoặc là mua sắm một cái gì đó cho bản thân, đồ quần áo, trang sức, giày dép, túi, nói chung những cái gì liên quan đến là đồ làm đẹp, mua khá nhiều nhé. Rồi về thời vận của các bạn thì mình thấy là tương đối ở mức gọi là sáng sủa đó, không sáng thì sủa mà không sủa thì sáng, nhưng mà không, nó đúng á, tức nghĩa là không sáng thì sủa, tức nghĩa là nếu mà bạn tâm tính của bạn không có vấn đề thì bạn sẽ không có sủa, còn còn không sủa thì sáng là cái ý của mình, tức nghĩa là đừng có mồm mép quá. Mình thấy cái tuần này cái miệng của các bạn nó hơi bị lanh hoặc là nó hơi bị nóng hoặc là hơi bị nhanh đấy, thì đó là thông điệp cho những bạn trong tuần 2. Chào các bạn trong tuần số 3, bây giờ mình sẽ bắt đầu với bài cho các bạn. Thì để coi coi là công việc trong tuần này của các bạn sẽ như thế nào. Các bạn có lá bảy tiền của hồng, sáu gậy, sáu gậy, sáu gậy, devil, windsor, 10 tiền. Tụi này cái tinh thần giống tụi hai quá, ở là giống tụi một quá nè, tinh thần của những con người quật cường, tinh thần của những con người gọi là trải qua bao nhiêu gian trưng trong cái tuần lễ này, thì chắc tụi một với tụi ba nắm tay nhau đi chơi này. Tại vì mình thấy á, là cái tinh thần của tụi một với tụi ba nó sẽ giống nhau ở chỗ đó là trong trong cái tuần này mọi thứ nó hơi trục trặc một chút xíu, đặc biệt là đó, nếu bạn nào làm việc với sếp này nha, với cấp trên này nha, với quản lý này nha, những công việc đòi hỏi sự tác động từ nhiều nguồn, chẳng hạn như là làm việc với client, làm việc với nhiều phòng ban, làm việc với những đối tác bên ngoài, chắc chắn sẽ có một cái sự dùng dằn gì dùng dằn dây dưa giằng co gì đó ở đây, đặc biệt liên quan đến vấn đề gọi là thống nhất chi tiêu,
kế hoạch, budget, những cái gì liên quan đến gọi là tiền tài chính đó, nó sẽ bị vấn đề trong tuần này rất là nhiều. Hoặc là phê duyệt, hoặc là xin chữ ký, hoặc là đề xuất đề nghị, hoặc là những cái gì đó mang tính giữa gọi là tiếng nói, thống nhất trong tiếng nói, thống nhất trong quan điểm. Mặc dù là cuối cùng cái câu chuyện nó vẫn 10 tỷ, tức nghĩa là đâu cũng sẽ vào đó, mọi thứ sẽ được giải quyết, nhưng mà trong nguyên cái tuần này nó sẽ là cao trào, nó sẽ là cái khoảng thời gian khá là căng, hoặc là bạn sẽ rất là bực bội trong cái tuần này, hoặc là có ai đó rất là bực bội, hoặc là sẽ có một những cái cuộc họp, những cái việc đột xuất, những cái sự cố, những cái sai sót, những cái lầm lỗi gì đó nó xảy ra trong tuần này, là bạn phải hốt dọn liên tục á. Rồi trong cái tháng 5 này, một số bạn mình thấy là công việc của các bạn đang có ý định muốn bẻ bẻ cua hoặc là cua gắt gì đó ở đây, bởi vì các bạn nghĩ rằng nếu mà mình không không mình cứ tiếp tục như thế này có vẻ như mọi thứ không ổn cho lắm. Mình thấy một số bạn có vẻ như là qua sức chịu đựng hoặc là tới hạn rồi đó, hết đát rồi đó. Tuy nhiên mình cũng không biết sao nhưng mình không thấy các bạn đi nha, mình vẫn cảm giác các bạn vẫn còn trụ lại ở chỗ này, có thể là vì tiền hoặc là vì một cái vị trí hoặc là vì một cái phúc lợi nào đó ở chỗ này, hoặc là các bạn đang chờ một cái tin tức đến từ một cái nơi nào đó khác, hoặc là có thể đây chưa đến thời điểm bạn đang còn chờ một cái gì đó nữa. Nếu mà bạn nào đang có ý định chuyển việc đổi việc trong thời gian này thì bài này lên nó là có thể nó còn hơi chậm một chút xíu, ít nhất cũng phải hết hè nhá, hết hè thì mới có khả năng. Trong cái team làm việc của các bạn thì mình thấy là có bè thôi, không có bạn nhiều đâu. Nếu mà bạn có làm việc chung với một chị gái xinh gái nào đó, hoặc là một cái chị gái có chồng, hoặc là một cái chị gái nào mà đã có gia đình, hoặc là trông khá là phúc hậu, hoặc là đại loại là cái tính người rất là nết na thùy mị, ham ăn, hoặc là lộn rất là thảo ăn, thì ok, người đó có thể tin, còn lại thì bỏ hết đi ha, đặc biệt là những người còn trẻ. Rồi đến phần tình cảm và các mối quan hệ nói chung, bạn có The Hangman, đúng là tinh thần của tụi này, cái tụi mà tụi một rồi, tinh thần đúng rồi đó, tinh thần giống nhau nè. Oh, đã có The World. I can show you the world. Oh, 5 tiền. Rất bài bay. I can show you the world. Đúng rồi, chắc luôn. I can show you the world luôn anh đó. Trong cái bài gì đó của Aladdin đó. Aladdin là cây đèn thần đó. A whole new world, đúng rồi. Đối với cái tụ số 3 này thì cái tình cảm và các mối quan hệ đầu tiên đó là về các mối quan hệ trước ha, thì mình thấy là trong cái tháng ở lộng trong cái tuần này á thì có thể các bạn sẽ có những cái thay đổi. Bạn nào có bạn nào khá là bận trong thời gian tới không? Bận theo kiểu là bận công việc, bận việc nhà, bận bận đi đâu đi đó, hoặc là bận travel, bận du lịch, bận công tác. Nói chung là mình cảm giác là các bạn sẽ không có nhiều thời gian để dành cho ai đó, hoặc là các bạn sẽ không có nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ. Các bạn khá là bận, có nhiều sự kiện bất ngờ diễn ra, hoặc là có một vài cái điều mà các bạn khá là băn khoăn về cái mối quan hệ. Mình thấy là các bạn không có biết là nên làm gì, nên nói gì, hoặc là nên 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 thể hiện câu chuyện này như thế nào. Mình thấy một số bạn có vẻ giống như là cảm thấy giống như có một số cái kết nối nào đó mà các bạn không có muốn, một là giữ liên lạc, hai là các bạn không có thể để tâm để sức vào thời điểm này. Không phải bởi vì mối quan hệ đó có vấn đề, mà bởi vì những cái yếu tố bên ngoài, tại vì The World với Chariot sẽ có những cái thay đổi nào đó rất là lớn đến với các bạn trong thời gian tới nữa, hoặc là có thể là các bạn đã nhận được những cái tin tức liên quan đến cái việc di chuyển hoặc là thay đổi, hoặc là các bạn đang có những cái suy tính nào đó ở đây. The Hangman ở đây nó cũng liên quan đến việc đó là trong cái các mối quan hệ và các sự liên kết này á, nó sẽ có những cái mình cảm giác là sẽ có cái khoảng thời gian mà bạn tự hỏi rằng liệu những cái liên kết, những cái kết nối mà bạn có, nó có phải là các bạn cần hay không, hoặc là nó có mang lại cái lợi ích hoặc là cái gì đó cho bạn hay không. Một số bạn thì mình cảm thấy là mình không biết dùng từ sao, nhưng mà đại loại giống như là các bạn cảm giác là mình mong muốn có một cái sự thay đổi nào đó, mình mong muốn có một cái bứt phá, một cái sự lột xác, hoặc là một cái out of box, things out of box đó. Mình cảm giác các bạn muốn muốn chuyển mình ha. Rồi về tình cảm của các bạn cá nhân, ô lộn, tình cảm cá nhân của những bạn độc thân, thì đối với những bạn độc thân thì mình thấy là
À, tụi này có bao giờ rơi vào cái tình huống là khi không muốn yêu thì lại yêu và khi yêu rồi thì lại không muốn yêu không? À, nó có cái gì đó liên quan đến cái việc là một số bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để yêu, hoặc là mình chưa biết cách yêu, hoặc là mình chưa mình còn đang bận tập trung vào một công việc, một cuộc sống, một cái vấn đề cá nhân nào đó khác. Hoặc là nếu mà bạn đang cảm thấy giống như mình cô đơn quá, mình ế quá, mình mệt mỏi quá, mình không có một cái gì đó để chia sẻ, để gắn kết, thì mình nghĩ là các bạn nên thay đổi về cái không gian, thời gian, cũng như là thay đổi về cái lịch sinh hoạt, cũng như là các thói quen của các bạn, bởi vì mình cảm giác cái cuộc sống của các bạn nó bị bó trong nguyên cái ba lá bài này. Và các bạn cần có một cái gì đó bứt phá và thoát ra. Bởi vì nếu mà các bạn cứ chơi cái vòng quay này thì các bạn chỉ chơi với chị em của các bạn, với những cái mối quan hệ gần, với những cái kết nối gần thôi. Các bạn sẽ không có được cái cơ hội để tiếp cận với người mới, hoặc là đối với mối quan hệ mới. Mình thấy cái vòng tròn xã hội của các bạn không có rộng, hoặc là các bạn là người của công việc, của những cái gì đó ổn định, những cái mối quan hệ cũ rồi. Mình không thấy có một cái sự mở rộng về mối quan hệ. Còn đối với bạn nào mà đã có đôi có cặp, hoặc là đã có đôi có cặp á, thì mình thấy trong thời gian tới các bạn muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn, các bạn muốn đi đâu đó với người yêu, hoặc là các bạn muốn dành một cái surprise, một cái bất ngờ, một cái event, một cái sự kiện nào đó cho người kia, và các bạn muốn hâm nóng lại tình cảm, hoặc là các bạn muốn có một cái kỳ nghỉ, kỳ đi chơi, hoặc là một cái kỷ niệm nào đó, bởi vì bạn nghĩ rằng cái đó là cái điều xứng đáng dành cho cả hai, hoặc là các bạn muốn là cả hai sẽ cùng nhau có những cái trải nghiệm với nhau để thắt thắt lại cái câu chuyện tình cảm, để đổi mới nó. Hoặc là nếu mà bạn nào trong cái mối quan hệ tình cảm của hai bạn đang có những cái vấn đề mà nó liên quan đến chuyện cả hai không hiểu nhau, hoặc là không có tâm tình được với nhau, thì có thể trong thời gian tới các bạn sẽ có thời gian để ngồi xuống nói chuyện lại với nhau về cái mối quan hệ giữa hai người, bởi vì mình cảm giác là hai người đang có một cái sự chênh vênh. Không phải là hai bạn ghét nhau hay là hai bạn bạn đập đổ nhau, nhưng mà kiểu giống như là nó có một cái sự chênh vênh ở đây. Ở bên trong của mỗi người cần được người kia xoa dịu, hoặc là cần người kia lắp vào ha. Rồi bây giờ đến phần thời vận và sức khỏe, thì các bạn có lá Queen of Cup, Nine of One, Nine of Pentacle và Two of Cup. Tụi này sắp tới thế này chắc cũng chi tiền đi đâu đó thiệt nhé, chắc là đi chơi nè. Tụi này thì đi chơi chắc rồi. Có thể là trong thời gian tới bạn sẽ về quê, đi đâu đó chơi, đi lên núi, hoặc là đi lên chỗ nào có không khí mát, hoặc là đi đến một cái nơi mà sẽ có một cái trải nghiệm tương đối gọi là bình yên. Bạn sẽ đi tìm một cái chỗ mà bạn rất là thích đi để bạn đi. Nơi này sẽ là nơi du lịch nghỉ dưỡng, hoặc là một cái nơi mà miền quê, hoặc là cái vùng mà khá là yên ắng. Nói chung là bạn sẽ đi đến một cái vùng rất là mát, rất là lạ, và cái chỗ này mang tới một cái sự hứng khởi cho các bạn. Có Two of Cups ở đây thì có thể là giống như nãy mình nói, trong cái thời gian tới thời vận của các bạn nó sẽ tốt, sẽ có người giúp đỡ, sẽ có người hỗ trợ, sẽ có những cái lời mời mọc, hoặc là ít nhất là đi đám cưới, hoặc là đi đâu đó chơi, hoặc là cũng có thể là bạn sẽ dành thời gian cho những người thân yêu, hoặc là cũng có thể bạn sẽ hẹn hò với một ai đó trong thời gian tới. Hoặc là có sẽ có những cái sweet sweet moment với ai đó cũng không chừng. Rồi về sức khỏe của các bạn á, thì khoan để mình nói thêm một cái nữa, đó là thời vận á, thì có thể là trong tháng, trong cái tuần này á, cái điều mà bạn quan tâm nhất là bạn bạn lo nghĩ tới một ai đó. Mình cảm giác bạn có đang lo nghĩ tới một ai đó, đặc biệt là người thương yêu, người thương yêu này có thể là bạn thân, có thể là người thân, có thể là người yêu cũng được. Bạn khá là để tâm tới một cái người nào đó. Rồi trong cái sức khỏe của các bạn thì mình thấy là sức khỏe các bạn thì mình thấy tốt, ổn, không có vấn đề gì đâu, mình hoàn toàn không thấy có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu được thì nên để ý đến nóng, thức ăn mà các bạn đổ vô người, hoặc là thức uống mà các bạn đổ vô người tức nghĩa là các bạn ăn vô, hoặc là tiêu thụ á, hoặc là các bạn đang ăn những đồ nóng, hoặc là cái chân cẳng khớp xương cơ có sự gì đó liên quan đến giãn, hoặc là mạch máu, hoặc là cơ khớp gì đó ở đây ha.